Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Ngành công nghệ nói chung và blockchain nói riêng đang là một trong những ngành rất là hot về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu apply việc làm, nhất là với các bạn sinh viên mới ra trường. Nếu mà các bạn đang muốn tìm thử một thứ gì đó mới và sáng tạo nhưng mà lại không đủ kiến thức cũng như là kinh nghiệm để các bạn phân tích xem là có nên làm việc trong ngành crypto hay không, thì mình sẽ làm video này để phân tích cho các bạn hiểu đó là nếu chọn làm việc trong ngành crypto thì sẽ được gì và mất gì sau 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành này của Jenny nha. Ok, hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ phân tích là được gì ha. Thì cái thứ nhất phải kể đến chắc là lương. Thì mình thấy cái base lương trung bình và lương cơ bản của những công ty trong thị trường crypto hoặc là blockchain á, nó thường cao hơn một chút so với base lương cơ bản của những công ty trong thị trường truyền thống. Ở đây mình đang nói về ví dụ như là intern đi chẳng hạn, thực tập thì thường nếu mà thực tập bên ngoài không lương đi thì thường thực tập trong crypto mình thấy có lương chẳng hạn, hoặc là những vị trí mà cần khoảng 1 đến 2 năm kinh nghiệm thì cái base lương mình thấy cao hơn so với những công ty bên ngoài. Nhưng mà cũng phải đánh đổi đúng không? Tại vì ở đây sẽ có một số rủi ro mà các công ty các bạn apply có thể có, thì lát nữa mình sẽ phân tích ở phần sau ha. Điều thứ hai là tự do trong việc sắp xếp thời gian. Tại vì đây là thị trường chạy 24/7 liên tục như vậy, cho nên đòi hỏi các bạn là đôi khi sẽ phải tự mình sắp xếp thời gian xem là mình sẽ làm việc bao nhiêu tiếng một ngày và khoảng thời gian này mình sẽ dùng để giải quyết việc gì. Cho nên là đôi khi nha, đối với gia đình của mình thì thường thấy ví dụ lễ Tết chẳng hạn thì mình vẫn làm việc như bình thường, nhưng mà bù lại thì mình có thể tự sắp xếp được là mình muốn nghỉ ngày nào thì nghỉ. Đó là tùy thuộc vào khoảng thời gian của mình. Và cái thứ hai nữa là nếu mà bạn nào mà thích làm việc từ xa á, tức là remote working mà không cần phải đến văn phòng, hay là thậm chí cái công ty đó nó không có văn phòng nữa, thì mình nghĩ là làm việc trong crypto blockchain khá là phù hợp với bạn. Tại vì sẽ có những công ty cho phép bạn làm remote working 100% luôn, hoặc là 50%. Ví dụ như là Coinbase chẳng hạn. Coinbase là một công ty rất là lớn về crypto trên thế giới, thì họ có hơn 5.000 nhân sự nhưng mà 100% là remote working luôn, tức là làm việc từ xa hoàn toàn. Điều thứ ba là mình thấy môi trường làm việc thoải mái hơn rất là nhiều so với những công ty truyền thống. Tại vì trước đây có lẽ là do đặc thù ngành tài chính mình làm tại Vietcombank chẳng hạn, thì lúc đó phải mặc áo sơ mi trắng và cái chân váy bút chì màu đen, rồi phải rất là lịch sự. Thì mình đồng ý là nó nhìn rất là chuyên nghiệp luôn và rất là phù hợp với lại môi trường ngân hàng. Tuy nhiên thì mình đổi hướng sang làm crypto, tại vì cũng một phần là mình có thể mặc bất cứ cái gì mình muốn tới văn phòng. Và tại Co68 thì ngoài cái chế độ đó ra còn có thêm một chế độ nữa, đó là thời gian cực kỳ flexible. Tức là các bạn không cần phải chạy đến công ty lúc 8 giờ sáng để check vân tay rồi về là check in lúc 5 giờ chiều. Không cần, cũng cần check vân tay nhưng mà chỉ cần check ít nhất là 3 buổi một tuần lên công ty và check bất cứ lúc nào trong ngày. Tức là bạn có thể tới, thậm chí tới 2 giờ chiều cho đến 9 giờ tối cũng được, bạn có thể đến và về bất cứ lúc nào. Thì mình thấy đa số những công ty crypto họ khá là flexible về mặt thời gian, cũng như là môi trường làm việc rất là thoải mái. Mình nghĩ một phần là tại vì nhân sự trẻ, tức là trừ những công ty về blockchain developers ra nha, tức là trừ bạn nào mà làm về lập trình viên á, thì thường mình thấy là Gen Z và Gen Y khá là nhiều. Tức là môi trường rất là năng động, rất là trẻ và cũng không có nhiều khoảng cách giữa sếp, nhân viên và các leaders. Mọi người cũng rất là thoải mái hài đồng với nhau. Điều thứ tư đó là mình có thể đi networking thoải mái với đối tác. Mình thấy theo trải nghiệm cá nhân của mình, đối với một số công ty về ngành truyền thống mà mình đã từng trải qua, thì đôi khi chúng ta phải đi hoặc là đi nhậu này, hay là tổ chức đi ăn uống này kia, và cũng hơi có một phần câu nệ một chút trong cái văn hóa để mình có thể deal được một cái hợp đồng, hoặc là có thể có thêm một mà gọi là đối tác mới hay là mối quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên thì trong ngành crypto mình thấy việc đó thoải mái hơn rất là nhiều. Thậm chí những đối tác nước ngoài về Việt Nam, mình dẫn họ đi ăn phở, ăn bún, hoặc là tới văn phòng chơi 1-2 tiếng thôi, rất là bình thường luôn. Và mình biết những công ty crypto khác cũng vậy, họ rất là thoải mái, không câu nệ về hình thức. Và với mối quan hệ đối tác thì chuyện đó cũng rất là bình thường. Thậm chí là có những event, khi mà crypto event diễn ra á, là mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái side events. Đó, rất là nhiều những cái side events. Chúng ta sẽ đi uống với nhau và party và networking thông qua đó. Thì mình thấy cái việc là mở rộng mối quan hệ đối tác ở trong thị trường này thoải mái hơn rất là nhiều. Điều số 5 đó là mình thấy mọi người trong một công ty đều sống và làm việc những cái gì mà mình thích. Thực ra thì có rất là nhiều bạn hỏi là làm việc trong này mà không có kiến thức về blockchain hay là crypto quá nhiều thì có được không? Với một số vị trí, ví dụ designer chẳng hạn, thì được. Tuy nhiên thì mình thấy đa số là khi các anh chị các bạn vào đây thì mọi người cũng đều dần dần tập trade, xong rồi cũng dần biết gọi là đọc tin tức về thị trường, xong rồi tìm hiểu về thị trường. Dần dần thì mọi người cũng sẽ sharing kiến thức với nhau. Đặc biệt thì ở Co68 có một cái ngày sharing hàng tuần là ngày thứ bảy hàng tuần. Nếu mà bạn nào mà hay xem story trên Facebook thì sẽ thấy đó là mọi người cùng
tụ họp lại với nhau, chia sẻ về đam mê, phân tích về thị trường rất là vui và rất là hữu ích. Thì mình thấy, mình có cảm giác được đó là khi mà làm việc thì tất cả mọi người đều share chung một cái đam mê và một cái sở thích với nhau. Tiếp theo là mình thấy vị trí công việc khá là đa dạng và có thể dễ dàng ứng tuyển việc hơn nếu như bạn có một cái kiến thức bay sẵn. Mình thấy có một sự chuyển mình, đó là từ những công ty, thậm chí là những tập đoàn lớn truyền thống, họ đang lấn sân sang blockchain và sang crypto, tìm hiểu về cái mạng này. Mình biết có một số công ty về tài chính truyền thống lớn luôn nha, nhưng mà họ vẫn có một cái department nhỏ khoảng 1 đến 2 người dành riêng cho đầu tư vào trong thị trường crypto và blockchain. Thì mình thấy nếu mà các bạn có thể nắm bắt được cái xu thế này thì cái việc apply vào một công ty kể cả blockchain thuần hay là truyền thống thuần thì đều không phải là vấn đề. Và đây là 10 cái công việc mà mình đã lọc ra những vị trí mà họ hay tuyển dụng về blockchain và crypto nhất, các bạn có thể tham khảo trên màn hình nha. Cái được tiếp theo mà mình thấy nữa thì đối với những công ty truyền thống mà họ đã lên sàn chứng khoán rồi, đã IPO rồi, thì một số công ty họ trả thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu đúng không? Thì đối với crypto cũng vậy, là một số công ty họ sẽ trả cho nhân viên lương hoặc là trả thưởng bằng token. Thì đối với những công ty mà các bạn có lương bên cạnh gọi là lương cứng và một phần thưởng là token nữa, thì trong tương lai nếu như mà công ty mình tăng trưởng và phát triển thì cái phần token của mình đó cũng gọi là tăng trưởng theo, tức là chúng ta có thể make money from it. Nhưng mà tất nhiên là có lịch lock nha, có lịch khóa và vesting đầy đủ. Hồi xưa ấy, khi mà mình làm hobby, bây giờ gọi là HTX các bạn, thì họ trả lương bằng HT, là lương 100% là bằng token HT luôn nha. Mình nhớ hồi đó giá HT là khoảng 3 đô mấy á. Thì cứ cuối tháng mình nhận lương, xong rồi nếu mà mình muốn hold thì mình hold, nhưng mà nếu mà mình muốn bán ra thì mình bán ra. Bây giờ thì không biết có nhiều công ty còn trả lương bằng token nữa không, nhưng bây giờ đa số mình thấy họ trả cũng bằng tiền hết rồi. Đó, thì ngoài ra cái phần trả lương đó, các bạn còn có thêm một cái phần nữa, mà cái này chắc là một số công ty đặc biệt mới có thôi, nhất là về quỹ chẳng hạn, thì họ có thêm một cái phần gọi là investment opportunity. Tức là khi mà quỹ đầu tư á, thì họ có thêm một vài cái slot private cho nhân viên đầu tư nữa. Hồi xưa thì Kairos cũng có một số dự án đầu tư ngoài quỹ đầu tư ra, thì luôn có save một cái phần gọi là allocation dành cho nhân viên để có thể bỏ tiền ra đầu tư chung với công ty. Và cuối cùng thì mình nghĩ cái được lớn nhất đối với bản thân mình, cũng như là mình thấy đối với một số bạn nhân viên tại công ty á, thì là tiếng Anh. Các bạn sẽ được học tiếng Anh và bao quanh bởi tiếng Anh luôn các bạn. Tại vì đây là thị trường global mà, là trên thế giới luôn, cho nên là cái việc mà gặp đối tác tiếng Anh, nói chuyện tiếng Anh, thậm chí chat bằng tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh trên công ty, hoặc là có những bạn nhân viên là người nước ngoài, là một chuyện hết sức bình thường. Cho nên thì mình thấy theo thời gian thì đa số vốn tiếng Anh của chúng ta sẽ được cải thiện rất 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 là nhiều. Mình nghĩ đây là một cái điểm cộng và một cái được lớn nhất mà mình tham gia vào thị trường crypto và blockchain và công ty mà bây giờ mình đang sở hữu. Và phần tiếp theo, tất nhiên rồi, ngoài được ra thì chúng ta còn có cả mất nữa. Thì bây giờ mình sẽ phân tích một số cái mà theo kinh nghiệm của mình có thể là cái mất khi mà các bạn làm việc trong môi trường blockchain hoặc là crypto. Cái mất đầu tiên đó là tính biến động của thị trường, hay tiếng Anh mình còn gọi là volatility á. Gọi là cái thị trường này nó theo chu kỳ các bạn, người ta gọi là market cycle á, là nó sẽ có chu kỳ, như ở chu kỳ uptrend, chu kỳ downtrend, hoặc là chu kỳ sideways, là thị trường đi ngang. Thì cái điều này nó ảnh hưởng gì đúng không? Ngoài cái việc đầu tư ra, ở đây mình không nói là mất tiền ha, mất tiền thì tất nhiên rồi, ai mà chẳng có lúc mất, lúc thắng, lúc thua. Ngoài cái việc tiền bạc ra thì mình còn nói một số cái liên quan đến công việc khi mà các bạn làm việc trong đây á. Tức là hồi xưa ấy, nếu mà các bạn làm một cái công việc với cái hiệu suất như thế, với cái effort gọi là cái gì nhỉ? Cái công sức mình bỏ ra như thế thì cái hiệu quả nó mang lại nó lại khác. Tức là khi uptrend, tất cả mọi người đều dồn vào thị trường crypto, mình làm một cái video có thể đến 20.000, 30.000 view. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại, khi mà mọi người lại phân tán những cái sự chú ý ra những cái khác nhau, thì mình cùng làm một cái video như thế, cùng một cái công sức bỏ ra, nhưng mà cái view nó lại thấp hơn, hoặc là cái hiệu suất công việc nó lại thấp hơn. Ngoài công việc làm video thì có những công việc khác như là chăm sóc thị trường, quản lý thị trường, rồi phân tích, đầu tư vân vân, nó sẽ đều bị ảnh hưởng, mình thấy đa số là sẽ đều bị ảnh hưởng. Cho nên là cái tính biến động của thị trường nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái hiệu suất công việc của chúng ta trong khi mà chúng ta làm việc. Ngoài ra thì còn một cái nữa mà mình không biết các bạn có để ý hay không, tức là những cái công ty mà trong thị trường crypto ấy, họ không có cắt giảm nhân sự trong cái mùa Covid đâu các bạn. Các bạn để ý xem, những cái công ty trong thị trường crypto ấy, họ cắt giảm nhân sự trong cái mùa downtrend chứ không phải là trong cái mùa Covid. Cụ thể là những công ty sau là những bài Coinsoft8 đã tổng hợp được trên Coinsoft8.com. Những công ty crypto và blockchain đã cắt giảm rất là nhiều nhân sự thông qua cái mùa downtrend, các bạn có thể tham khảo ở đây nhé.
Cái số 2 thì mình sẽ không gọi là mất đi, mình sẽ gọi là đánh đổi. Khi mà làm việc trong đây thì đồng nghĩa các bạn sẽ phải đánh đổi cơ hội của những công ty truyền thống, những công ty ngoài kia. Mình lấy ví dụ như mình cũng làm cả hai bên á. Trước đây thì mình làm truyền thống, xong rồi bây giờ thì mình là làm trong thị trường crypto. Thực ra hồi xưa khi mà 2016-2017 thì mình làm crypto, xong rồi mình lại nhảy qua truyền thống, xong rồi năm 2020 là mình lại back về crypto. Cho nên thì mình thấy gọi là nếu như bây giờ mà đang làm crypto rồi, khi mà người ta hỏi mình á là có muốn quay trở lại truyền thống làm hay không, ví dụ như có thể làm truyền thông, làm giáo viên hay là làm trong một cái tập đoàn truyền thống nào khác chẳng hạn, thì mình cũng sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì ở đây thì mình đã có mối quan hệ, có network, có rất là nhiều thứ rồi, bây giờ lại back về thì mình không biết là mình có keep up được không, mình có theo được không như hồi xưa ấy. Cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc nha. Ý tiếp theo mà mình muốn nhắc đến trong phần mất này đó là cái reputational risk. Tiếng Việt ở đây là các bạn đôi khi sẽ phải đánh đổi cái danh tiếng của mình, của bản thân mình á. Tức là nếu trong trường hợp nha, trường hợp thứ nhất các bạn làm ở công ty lừa đảo hay gọi là scam luôn á, tức là nó là mô hình lừa đảo Ponzi luôn á nha, là chúng ta có thể là không biết là cái công ty đấy là công ty lừa đảo, hoặc là chúng ta biết nhưng mà vẫn làm, thì khi mà cái công ty đấy sập hoặc là bị báo chí phanh phui ra rồi tất cả mọi người đều nhìn vào cái đấy là biết à đây là lừa đảo này, hồi xưa bạn làm ở công ty đó đúng không, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến danh tiếng của chúng ta. Và trong thị trường crypto thì các bạn biết rồi đó, rất là nhiều những công ty mang mác scam, lừa đảo, Ponzi các thứ. Cho nên nếu mà không cẩn thận, không có đủ kiến thức thì rất là dễ dây vào nha. Còn cái loại thứ hai á là cũng không hẳn, tức là họ đã xây dựng một cái danh tiếng rồi, tuy nhiên thì về lúc sau chẳng hạn do cái mô hình hoạt động thay đổi hoặc là người lãnh đạo thay đổi định hướng các thứ, cho nên là họ bị sụp đổ hoặc là phá sản á. Nhưng mà họ vẫn làm ăn đàng hoàng đấy, một số cái công ty như vậy gọi là phá sản thì cái hệ lụy phía sau cũng rất là ảnh hưởng đúng không. Ví dụ như là mình quen một số bạn đã từng làm ở Alameda Research này, từng làm ở FTX này, từng bị dính vào vụ Luna UST năm ngoái sụp đổ, thì cái công việc phía sau của các bạn á ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì các bạn bị cuốn vào cái legal rồi sắp xếp các thứ. Khi mà cái công ty nó đã phá sản thì các bạn bị gọi là khó khăn rất là nhiều trong cái việc mà tìm một cái công việc tiếp theo đó. Cho nên là các bạn cần phải rất là cân nhắc và suy nghĩ đối với những cái công ty mà các bạn apply nha. Và ý cuối cùng trong phần mất này, mình nghĩ đây là một ý quan trọng nhất, cho nên là các bạn phải chú ý lắng nghe phần này nha. Đó là một số những công ty tại Việt Nam hoặc là trên thế giới cũng vậy, về cái phần legal, tức là phần pháp lý của họ chưa được rõ ràng. Tại vì một số quốc gia họ công nhận crypto, nhưng mà còn một số quốc gia như Việt Nam chẳng hạn thì vẫn đang nằm trong vùng xám. Cho nên là sẽ có những cái gọi là phúc lợi của người lao động không được đảm bảo. Bạn phải hỏi về bảo hiểm xã hội này, bảo hiểm y tế này, lương hưu này, thuế các thứ, chúng ta phải làm rõ với nhau ngay từ đầu phương thức trả lương, phúc lợi xã hội, đóng thuế, lương net, gross các thứ, chúng ta phải làm rất rõ ngay từ đầu trong cái gọi là hợp đồng lao động với công ty. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc và để ý thật là kỹ phần này. Các bạn nhớ nha, đây là phần mình nghĩ quan trọng nhất, tại vì thị trường crypto trong Việt Nam đang nằm trong vùng xám mà. Cho nên khi mà chúng ta apply xin việc cho một cái công ty nào đó thì chúng ta phải cực kỳ lưu ý phần này cho mình nha. Và trên đây là những ý kiến của mình qua phần được gì và mất gì khi mà các bạn làm việc trong môi trường crypto và blockchain. Nếu mà có ai đó hỏi mình là được nhiều hơn hay là mất nhiều hơn, thì mình nghĩ đối với cá nhân của mình khi mà làm việc trong đây nhiều năm thì mình nghĩ là mình được nhiều hơn mất, cho nên mình mới gắn bó tới giờ chứ đúng không? Đó, thì đây là ý kiến quan điểm khác nhau của mỗi người thôi. Nếu mà các bạn có thêm những comment hoặc là những ý kiến đóng góp gì cho mình, được gì mất gì khi mà làm việc trong đây, các bạn có thể để bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hy vọng các bạn thích số này của Bộ Não. Và các bạn muốn nghe mình nói về những cái chủ đề nào thì có thể comment bên dưới, mình sẽ cho vào những series tiếp theo của Bộ Não nha. Thank you so much for watching. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau của Bộ Não. Bye bye.